Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi ở điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới thời điểm này quay đầu giảm gần 3 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,14%. Ở thời điểm này đang giao dịch quanh ngưỡng 1817,60 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1815,30 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1823,14 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu tăng, hiện tại tăng 0,231 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,24%. Hiện tại đang giao dịch ở mức 95,645 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,14%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 43.808,20 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng với tỷ lệ tăng là 1,15%. Hiện tại đang giao dịch ở mức 1,940% trên một năm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô quay đầu giảm khá mạnh, giảm 0,765 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 0,84%. Ở thời điểm này, mỗi thùng dầu thô đang có giá là 90,840 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Đầu ngày 7 tháng 2, giá vàng thế giới biến động không nhiều. Thế nhưng, khi tình hình chính trị thế giới nóng lên, USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, không ít nhà đầu tư đã mạnh tay đưa vốn vào thị trường vàng. Lập tức, giá vàng hôm nay tăng một mạch 15 đô mỗi ounce, từ 1810 đô mỗi ounce vọt lên 1825 đô mỗi ounce lúc 4 giờ ngày 8 tháng 2. Giá vàng thế giới đêm 7 tháng 2 thấp hơn khoảng 4,3%, 81 đô mỗi ounce so với đầu năm 2021. Vàng thế giới tăng giá theo sự suy giảm của đồng USD và được dự báo có thể tiếp tục xu hướng đi lên khi mà căng thẳng Nga phương Tây gia tăng. Giá Bitcoin giảm sốc cũng hỗ trợ giá vàng tăng lên. Bên cạnh đó, vàng còn được hỗ trợ bởi những bất ổn trên nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới. Chuyên gia từ Goldman Sachs gần đây nâng dự báo giá vàng và khuyến nghị nhà đầu tư mua vào dài hạn trong năm nay sau một năm ảm đạm 2021. Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng trong 12 tháng lên 2.150 đô mỗi ounce, tăng so với mục tiêu trước đó là 2.000 đô mỗi ounce. Ngày 7 tháng 2, Hội đồng Vàng Thế giới WVC công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất. Theo đó, nhu cầu tiêu dùng vàng toàn cầu không bao gồm thị trường OTC đã phục hồi sau nhiều tổn thất do COVID-19 gây ra từ năm 2020 và đạt 4.021 tấn trong cả năm 2021. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng trong nước tăng mạnh 1 triệu đồng trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, tăng mạnh hơn mức tăng của giá vàng thế giới trong thời gian thị trường trong nước nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, đến chiều nay, các thương hiệu bất ngờ giảm mạnh 500-750.000 đồng tùy thương hiệu. Cụ thể, lúc 15 giờ chiều nay, giá vàng SCC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm mạnh 750.000 đồng chiều mua vào và 700.000 đồng chiều bán ra so với buổi sáng cùng ngày, về còn 62,0 đến 62,70 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội chiều nay cũng giảm mạnh 650.000 đồng chiều mua vào và 750.000 đồng chiều bán ra, còn 61,85 đến 62,55 triệu đồng mỗi lượng. Xuôi chiều, giá vàng 24K ròng thăng long của Bảo Tín Minh Châu giảm 550.000 đồng chiều mua vào và 500.000 đồng chiều bán ra về 53,38 đến 54,13 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng 9.999 thương hiệu NPQ cũng quay đầu giảm 300.000 đồng và 350.000 đồng hai chiều còn 53,60 đến 54,40 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. Dù giá giảm mạnh song chênh lệch thị trường trong nước và thế giới vẫn ở mức cao khiến không ít người nghi ngại khi mua vàng vào ngày thần tài. Và để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Nhìn chung thì vàng SJC thời điểm này vẫn duy trì đà giảm mạnh,
Tuy nhiên so với phiên chiều tối nay thì cũng không có nhiều biến động, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.205.000, bán ra 6.275.000, giảm 750.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 700.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 75.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 70.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.205.000, bán ra 6.277.000, giảm 75.000 ở chiều mua vào, 70.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.190.000, bán ra 6.260.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào, 90.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.185.000, bán ra 6.255.000, giảm 85.000 ở chiều mua vào, 95.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.195.000, bán ra 6.260.000, giảm 45.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.195.000, bán ra 6.260.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 90.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.160.000, bán ra 6.230.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, 85.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.165.000, bán ra 6.235.000, giảm 105.000 ở chiều mua vào, cũng như là chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.185.000, bán ra 6.250.000, giảm 75.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.190.000, bán ra 6.240.000, giảm 90.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB hiện tại thì vẫn chưa có điều chỉnh về giá. Ngân hàng SCB mua vào 6.185.000, bán ra 6.235.000, giảm 65.000 ở chiều mua vào, 95.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.185.000, bán ra 6.255.000, giảm 85.000 ở chiều mua vào, 95.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác phiên cuối ngày hôm nay thì cũng quay đầu giảm mạnh. Tuy nhiên thì so với phiên chiều tối nay thì cũng không có nhiều biến động về giá, hiện tại đang giảm 750.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 700.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 75.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 70.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Đà Nẵng mua vào 6.205.000, bán ra 6.277.000. SJC Nha Trang mua vào 6.205.000, bán ra 6.277.000. SJC Cà Mau mua vào 6.205.000, bán ra 6.277.000. SJC Bình Phước mua vào 6.203.000, bán ra 6.277.000. SJC Huế mua vào 6.202.000, bán ra 6.278.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.205.000, bán ra 6.275.000. SJC Miền Tây mua vào 6.205.000, bán ra 6.275.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.205.000, bán ra 6.275.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.207.000, bán ra 6.280.000. Tiếp đến là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Cuối ngày giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn bốn số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu giảm trong khoảng 104.000 đến 250.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 10.400 đồng trên một chỉ cho đến 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhân bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.365.000, bán ra 5.445.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 5.345.000, bán ra 5.415.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.251.4000, bán ra 5.361.4000, giảm 24.700 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.876.7000, bán ra 4.076.7000, giảm 18.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.972.3000, bán ra 3.172.3000, giảm 14.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.073.3000, bán ra 2.273.3000, giảm 10.400 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.